nay tôi sẽ bật mí cho các bạn một bí mật mà dân làng Đông Thanh dỉ tai nhau gần đây. Đó chính là cái bộ nhỏ nhỏ đây. Các bạn biết nó là gì không? Nó chính là một thiết bị tích hợp DSP và âm ly. Đây là một sản phẩm 3 trong 1. Chúng ta biết là cái loa này phát ra âm thanh. Tuy nhiên, để âm thanh có thể là rõ ràng, mạch lạc, chi tiết thì chúng ta cần một bộ âm ly để có thể truyền tín hiệu khỏe khoắn cho nó, giống như là cái mạch máu ở trong cơ thể con người khỏe khoắn thì cái giọng của chúng ta ra mới thông bình thường được. Và khi chúng ta cất giọng hát lên thì mới đem đến trong người nghe một cảm xúc nhất định. Cái thứ hai nữa là cái DSP. DSP trong âm thanh xe hơi nó như là trái tim của chúng ta, nó sẽ điều khiển toàn bộ các cái tín hiệu chạy trong cái hệ thống âm thanh. Và đây, ngoài hai chức năng đấy trên một thiết bị nhỏ gọn này, nó còn một chức năng cực kỳ là hay ho nữa mà tất cả mọi người đều đang dùng hiện nay. Nó giống như là một cái thiết bị thu phát giải trí. Mọi người thường là lắp các cái màn Android trên xe mình để chạy YouTube để nghe nhạc. Tuy nhiên, thiết bị này tích hợp một cái module Bluetooth, chúng ta có thể phát trực tiếp từ điện thoại, chạy YouTube, chạy Spotify hay là chạy những cái file âm thanh yêu thích của mình, phát trực tiếp ra bộ Bluetooth này và giải mã trực tiếp trên cái thiết bị nhỏ này để truyền tín hiệu chất lượng cao xuống cho hệ thống âm thanh. Như vậy là với cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng, nhỏ gọn và giá là hợp lý này, chúng ta sẽ giải quyết được 3 vấn đề. Thứ nhất là có một cái bộ DSP xịn sò để điều khiển toàn bộ hệ thống âm thanh, có một cái bộ âm ly để tạo ra tín hiệu khỏe khoắn đưa ra loa, có một cái module thu phát tín hiệu media âm nhạc để chạy từ điện thoại truyền vào cái thiết bị này đưa vào hệ thống với chất lượng âm thanh Hi-Res cao cấp chứ không phải là bình thường giống như là các cái đầu phát Android. Do vậy là chất lượng âm thanh được giải mã ra là cực kỳ chất lượng. Đó chính là bí mật mà rất là âm thanh dỉ tai nhau ở đây. Và bây giờ các bạn biết đấy là cái gì rồi đấy. Vũ Cao Đô giải đáp mọi bí mật về Loro.